Thực phẩm nào chứa nhiều protein? À, có rất là nhiều những cái sản thực phẩm mà giàu protein. Protein quan trọng lắm, nhiều người nghĩ là giảm cân cái bỏ qua protein, bỏ qua đạm vì nghĩ là nó không tốt, nhưng mà thực ra protein rất là quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta nạp đủ protein thì sẽ làm cho cơ chúng ta được săn chắc. Và những cái thực phẩm mà giàu protein chẳng hạn như là 100 g thịt bò thì có 26,7 g protein, rồi ức gà, trong 100 g ức gà thì có 23,1 g protein, rồi đậu phụ thì cũng có 17 g, trứng gà thì 13 g, cá hồi thì 20 g, cá ngừ 22 g, sữa chua cũng 10 g, tôm mực cũng 16 g, rồi whey protein là lên tới 70 g, rồi hoặc là cheese, tùy nhiều loại cheese, ví dụ như là cheddar cheese thì là 24-25 g, rồi lợn nạc thì trong 100 g thì có 22,4 g protein, rồi trong cái bơ đậu phộng ấy, thì có 17 g, hạt nhân thì 22, hạt chia 16 và yến mạch thì khoảng 17. Nói chung là dù cho là chúng ta nhiều người ăn chay đi nữa thì chúng ta có thể sử dụng hạt nhân cũng như yến mạch để có thể bổ sung cái protein.